Người ta gọi là cái video không cần ghép chỉnh gì cả, chỉ cần là chúng ta sẽ vào vô coi luôn là nó đỡ hơn, không có làm hài hước này cười kia nhá. Bây giờ chúng ta phải vô thôi chứ có gì đâu, cái video bóng đá mình sẽ không ghép bất cứ gì luôn. Bây giờ mình sẽ làm luôn cho tất cả anh em xem cái video bóng đá thi ngoài sân nhá. Bây giờ tiến hành lấy vô.
Quá đẹp trai rồi.